Phương Giáp, hello mọi người. Nay quay lại vấn đề về điện nữa ha. Thì theo một sự của một bạn comment trên kênh của Phương á, nói là Phương hãy làm một cái clip về cái cách đo cái đồng hồ Yuki nè, kẹp thì sao để cho nó vô cái sát vô cái bơm. Thì giờ hiện tại thì cái bơm của Phương nó hơi tối, cái chỗ nó hơi tối, nó hơi chật. Thì Phương làm cái motor, motor quạt ha, motor quạt hút. Thì nó về nguyên tắc thì giống nhau, motor thì nó chỉ đang là quạt không mừng, và bơm thì nó bơm nước đi thôi. Vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay. Giống nhau nha bạn. Thì hiện tại thì cô Phương có một cái tủ điện đây, thì nó để điều khiển cho cái bơm đó. Thì giờ nó có một cái công thức công tơ để nó điều khiển. Thì thay vì nhà của bạn á, hoặc là chỗ khác á, thì con CB nó gật lên gật xuống, thì đây là công thức tơ thôi, nó như nhau hết. Phương cũng có con CB nhưng mà phía trên nó nhiều nguồn điện nữa nên Phương không đo. Giờ Phương đo ngay cái chỗ mà cái motor cho nó chạy á, thì để cho bạn nắm được ha. Rồi giờ mọi người cùng theo dõi nha. Thì đây là cái tủ điện nè, Phương để dùng cho hệ thống máy lạnh và máy bơm hoặc hút chứ quên. Thì đây đây là những con CB để cho mấy cái dàn nóng thôi. Hồi đó Phương thiết kế nó đơn giản vậy thôi nè. Đó, đây là CB nguồn của những cái đầu con tơ này thôi. Đây là những CB mấy cái của máy dàn lạnh. Đây đây là của bên dàn lạnh rồi đó, nó khiển dàn lạnh rồi để cho nó khiển qua cái thumper. Nhưng mà riêng cái con tơ thì này thì hiện tại nó đang, các bạn xem nè, nó đang không có đóng. Một cái con tơ này thì nó đóng ha. Đây để Phương bật lắp lên cho mọi người coi nha. Các bạn thấy không? Có tơ này đã đóng, tại vì hiện tại dàn lạnh đang chạy, có tơ này đang còn thụ ra ngoài nè. Nè, nó đang tới đây nè, thụ ra nè. Có tơ này chung dịch không rồi nè. Đó. Thì cái này là mình không có lo, tại vì đây là cái CB quạt hút. Này đó, thì nó nè, 3 pha. Bây giờ Phương đo cho mọi người coi nha, cái trước khi nó chạy nha, để cho bạn thấy là đây là trước khi chạy nè. Trước khi mà mình chạy mình khởi động nè, đây lúc mà mình cầm cái đồng hồ lên thì nó như thế này. Yuki nè, 3280 10F nha. Rồi mình bật lên cái thang đo là ampere đó, đúng không ạ? Đó, tự động luôn, mình khỏi cần phải chỉnh bao nhiêu ampere mình ngưỡng gì hết. Đây đây nè, đó. Rồi để Phương kẹp vô nè, các bạn thấy không, không có cái dòng gì hết, trống trơn đó. Lôi ra đó, các bạn cứ kẹp thôi, các bạn kẹp phía dưới này đó. Đó, kẹp đây là cái này nó vô đấu vô motor nè đó, không trong trời thì cái file kia nó còn cứng quá thì thôi đó ha. Đó thì đây, thì giờ Phương cho coi cái motor nó bự như thế nào ha. Rồi bắt đầu là chút xíu Phương vô đây, rồi Phương bật cái con chibi lên để cho cái con motor này nó hút vô nè, rồi nó mới có điện để nó chạy quạt hút, nó mới kêu. Còn giờ thì tại quạt hút nó đang im. Rồi mọi người cùng coi Phương ra quay cái quạt hút nha. Đó, các bạn thấy không, cái quạt hút hiện tại đang đứng nè. Đây là cái quạt hút toilet của bên Phương, quạt hà và khá lớn nha. Đó, để ra để trong cái chỗ như thế này. Đây là quạt hút, thì giờ này Phương chơi đang cho nó tắt rồi. Đó, giờ này không có làm gì, đang cho tắt chút xíu nữa. Thì lúc mà Phương bật nó lên á thì nó sẽ, các bạn sẽ thấy là nó quạt mà nó rất mạnh, và lúc đó là bắt đầu là có tải ha. Rồi và cái bơm của bạn cũng vậy thôi, bình thường các bạn để thì nó không có tải, nghĩa là tải là em phe nó lên đó các bạn. Còn nếu mà lúc mà nó chạy rồi thì các bạn kẹp vô là thấy dòng nó lên à ha. Rồi giờ Phương quay vô tủ lại nha. Rồi giờ thì quay vô ha, Phương đã kẹp cái này vô rồi. Các bạn để ý ngay cái chỗ này nè, mấy các bạn sẽ lúc mà Phương nhờ một cái khóa kia bật, tại vì cái con CB cho cái này nè nó nằm ở dưới hầm á, nó xa nên là Phương phải nhờ cái khóa kia. Thì cái lúc mà Phương nhờ xong á thì các bạn coi nha, nó sẽ đóng vô cái tặc, rồi bắt đầu đây này nó có dòng nè đó ha. Rồi giờ chờ Phương xíu nha. Chú hả, chú lại chú bật giùm con cái con CB quạt hút á. Dạ, chú để máy đi nha. Dạ đúng rồi, chú bật đi. Dạ rồi, con cảm ơn chú. Chú để về cho con. Rồi xíu xíu con nhờ chú lại tắt lại xong. Rồi cảm ơn chú nha.
Đây các bạn thấy không ạ? Lúc mà mình nhờ cái chú đó, chú bọt á, thì đây. Đó, giờ bắt đầu dòng lên rồi nè. Công tơ đã đóng rồi nè. Đó các bạn thấy không? À, nó đóng này vô một cái khoảng nè. Đó. Nó hít cuộn co vô rồi đó, để cho nó đóng. À, để cho nó chạy. Bình thường thì các mình để đảm bảo an toàn thôi. Chứ nếu mà các bạn lấy mua để vô con CP này dở lên cũng được, nhưng mà để đảm bảo an toàn vậy thì mình nên làm như thế này. Đúng ra mình còn một cái relay nhiệt phía dưới cái con này nữa nè, nhưng mà đợt đó do là chưa có kinh phí nên là Vân không có xin thêm, Vân chỉ xin bấy nhiêu Vân làm bấy nhiêu thôi, rồi mai mốt để rảnh rảnh rồi khi nào nó có kinh phí dự trù cho năm nay á Vân mới xin thêm. Như các bạn thấy rồi nha, nó đây 1.36. ok rồi, Phương sẽ đo tiếp theo là pha tiếp theo để cho các coi thử coi nó có đang điều pha không ha. Đây. Vì lãi này công suất nhỏ cũng không có lớn mấy nên là không có đấu sao tam giác ha. Ồ, đây 1.26 rồi, ok. Đây. Thấy không? 1.32. Ok. Nó đã xong. Rồi đó. Nó vậy đó các bạn. Về cái tủ đèn là nó đang chạy vậy đó. Để giờ Phương ra Phương ra cho các bạn coi cái quạt nó chạy ha. Chứ để cho nó hình dung luôn. Là ví dụ như quạt cũng chạy thì motor nước nó như thế nào. Đó các bạn, đó nó chạy nè. Các bạn thấy không? Chạy rồi nè. Hồi nãy là nó đứng im đúng không ạ? Giờ bắt đầu là nó chạy đó. Đấy. Rồi, video của Phương nào đến đây đã kết thúc rồi. Hy vọng là để giúp ích được cho anh em nào có nghĩa là đang cần và tới thì xem video của Phương ha, đặc biệt là các bạn đã các bạn mà comment mà các bạn kêu Phương làm á. Trong kênh của Phương thì nếu như anh em nào á mà cảm thấy không rõ chỗ nào thì cần làm rõ cái chỗ đó thì cứ comment, Phương sẽ sắp xếp thời gian Phương làm video để gửi tới cho mọi người xem và có thể làm được tốt trong công việc của mình nha. Rồi, cảm ơn mọi người rất nhiều. Hy vọng là mọi người đăng ký ủng hộ kênh Phương. Được thì like và chia sẻ kênh Phương nhé. Rồi, cảm ơn.